Đẩy cái này xuống dưới cho mà em á. Em trải cái đầm ra trên sảnh nhăn cái đầm á. Tại cái đầm này em mua cũng khá chục triệu á. Nhăn, để nó nhăn rồi. Hết tiền. Hay nè. Công nhận hôm này có cái mắt thẩm mỹ dễ sợ. Hôm mình mua cái gì cho em cũng đẹp á. Hôm này mua cho em á, cái túi LV nè nè. Cái túi LV mà mua 4.500 á, trời ơi, nó đẳng cấp mà nó hợp với cái bộ đồ đi làm nails của em dễ sợ. Tại vì anh biết á, dạ, cái túi này rất là hợp với em. Anh biết mà. Nhìn em rất là sexy gợi cảm. Dạ. Chị, hình như cái túi đó hôm bữa chị mua chợ Kim Biên phải không? Trời ơi, vậy? Cái túi thì là túi hiệu, bữa hả mua giống như vậy. Nhưng mà trời, của mình là đồ giả. Cũng dễ mua lắm chị, ngoài đó ta bán nhiều. Hình như em nhớ rồi, có 167 gì đó. Nhưng mà túi chị đồ tiền mà đúng không? Đúng rồi, em là tờ sát tôi bằng anh đó. Dạ. Đồ mất tiền. Mèo mèo, sắp tới á, anh phải đi công tác xa rồi đó. Dạ. Em không trễ cho anh đâu. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng cái cây móc khóe. Móc khóe chứ không phải để đâm ai đâu. Chị đừng có lo nha. Tại em hay bị đánh đó. Tại em hay bị đánh. Mình thấy mấy cái này em hay giật mình lắm. Nhưng mà không sao. Anh đi về anh sẽ mua quà cho em. Túi LV nữa nha. Tống toàn, tống toàn lắm. Đừng ngồi. Mình có đói hay là muốn ăn gì không? Tụi em có trái cây nước nữa. Dạ không, ăn được rồi. Em nghĩ là chỉ cần thuốc á. Chị có nhức đầu được. Em không có nhức đầu. Sợ vậy hồi chết nha. Trời ơi, mèo mèo. Dạ. Tiền bạc đối với anh đâu thành vấn đề gì đâu. Anh mua cho em 10 túi luôn. Dạ chị ơi, chị móng xong rồi chị. Dạ, xong rồi chị. Cảm ơn em. Dạ của anh cũng xong luôn anh. Giờ anh có muốn massage chân không? Thôi khỏi em. Anh chỉ muốn để mình chị massage thôi được rồi. Anh tính tiền đi. Okay, về. Ok. Dạ. Tính tiền đi. Ai à, tiền làm nail nè. Dạ cảm ơn. Ba chú tiền bo nè em. Ghê. Cái gì vậy anh? Người ta làm chủ mà anh bo là sỉ nhục người ta đó. Chị nhận là chị nhục lắm nha chị. Đừng có nhận. Ok không đi. Dạ. Nè tiền bo nè. Em quẹt thẻ giúp anh. Quẹt. Thì dạ. Thật ra thì nhận dạ. Không đục lắm đâu mà không sao đâu. Okay, dạ. Anh ơi, thẻ mình hết tiền rồi đó anh. Cái gì vậy? Sao mà cái thẻ hết tiền được? Do cái máy mình nó bị lỗi, nó không nhận hay sao? Đúng rồi. Mà không sao, lần sau anh ghé nha. Đúng anh, lần sau nha. Đi em. Dạ. Chị sơn dạ. Xong khô rồi không có cần quéo tay gì đâu chị nha. Không, cái đó là có tập. Không, cái nét. Bé, nhả cái váy cho chị đi về em. Nhả. Bây giờ mình đi về đúng không? Em về nhá. Để em xách cái túi áo về nhà. Mất tiền á. À dạ. Chắc phải bưng qua đó hả? Chào mọi người, em về nha. Bye. Dạ. Bye. Em lần sau anh ghé nha. Bye. Chị nhớ khép môi lại. Dạ. Khép môi. Anh ơi, cái chừng nó lên quẹo phải là bệnh viện luôn nha anh. Trời ơi. Sao mình không giết nó đi, mình giết nó đi. Ôi, nội thiền luôn á chị.